tục trận đấu nha. Một pha tự sát của phía bên đây sát. Bên kia sân là Trăm Dên, Tai Nhỏ, Thỏ Bến Tre, sân Đại Dương. Mà chỉ một Trăm Dên qua bóng. Bên đây là hai người sân 9m, một kỳ pháo. Kèo quá hấp dẫn, quá gay cắn rồi. Quá hay cho Trăm Dên vừa rồi. Pha bóng đẳng cấp có thừa của Trăm Dên. Điểm 4 đều. Tỷ số là 6-5 nha. Tại cho bên Trăm Dên là 6 đều. Ồ, 4-6 chứ, 4-6. Phạt quá căng rồi. Tỷ số bên này là 5-6. Trăm Dên đang dẫn điểm. Quá hay vừa rồi. Pha bóng của Trăm Dên nhưng không vào sân. Rất tiếc. Điểm về cho bên bộ 2 bên đây là 6 đều. Tỷ số là 6 đều. Cú phá của bộ hàm này rất căng nha. Nhưng Tài Nhỏ đẳng cấp vẫn giữ được cái đầu. Căng dữ không? Rất căng. Hai người lên tên gì vậy? Hai người lên tên gì vậy? Vũ với ai? Để Vũ. Phải nói là cú phát của anh Vũ rất căng ngang, rất nhẹ. Nhưng ngược lại, Tài Nhỏ giữ đầu giò cũng đẳng cấp, chứ không phải là giả vờ. Anh Vũ phát bóng tán ngang đi rất tốc độ, nhưng Tài Nhỏ và Thọ giữ cái ngực rất chuẩn cho Tài Trầm Trên. Điểm đang là 7-6, nghiêng về Trầm Trên. Hay cho Tài Nhỏ rồi. Ra ngoài sân nhưng anh để cú Trăm Dên một chén. Chén xa Trăm Dên tự bới. Biết bới là sao đây? Ăn rất nhiều. Phía bên kia sân là sân Đại Dương nha. Khán giả bây giờ đang rất hào hứng náo nhiệt rồi. Điểm về cho anh Đệ và anh Vũ. 7 đều. Trận đấu 15 điểm tới. Tỷ số là 7 đều. Gây cắn hấp dẫn đây. Tài Nhỏ giữ đầu giò rất chuẩn luôn. Và đó quá đẳng cấp cho Tài Nhỏ. Quá hay cho Tài Nhỏ rồi. Dù là giữ đầu giò thôi, nhưng Tài Nhỏ giữ trái nào cũng cho Trăm Dên đội được hết. Pha
vừa rồi tài nhỏ lưỡng lự tưởng ngoài hoặc trong nên đã bắt hư bóng. Điểm nghiêng về cho anh Vũ và đệ 8-7. Phải nói tài kèo này Trầm Dên quá đẳng cấp, dù là sân đại dương nhưng Trầm Dên đợi đầu giờ rất chính xác. Phải nói bộ ba phía bên kia đầu giò đẳng cấp miền Nam hiện tại Trầm Dên, tài nhỏ và Thỏ Bến Tre. Tỷ số là 8-7. Nghiêng về cho anh Vũ và anh Đệ. Quá hay Trầm Dên rồi. Bóng ra ngoài sân vào tường. Phía bên đây sân là anh Vũ phát hoài nha. Ăn thua gì anh Vũ cũng cầm bóng phát. Tỷ số hiện thời là 8-8. Gây cắn rồi, quả gây cắn. Pha bóng này phát lại nha. Pha bóng nó phát lại, tỷ số là 8-8. Bóng quá hay vừa rồi cho anh Vũ. Sân phía bên kia là sân Đại Dương nha. Quánh chỉ vào hàng khán giả phía bên kia mới là ngoài, còn tất cả rớt đất đều trong. Tỷ số 9-8. Quá hay cho anh Đệ pha với cá vừa rồi, rất hay. Quá gầy cắn rồi. Đẳng cấp Trầm Dên có thua. Pha bóng vừa rồi Trầm Dên đội khiến hai người thủ không nói đứng hình. Phải nói đầu giờ hiện thời bây giờ Trầm Dên khó ai có đối thủ với Trầm Dên. Tỷ số hiện tại 9-9. Tỷ số 8-8 nha. Quá hay cho Trầm Dên. Một pha đổi đầu quá đẳng cấp. Lực tài nhỏ như cái kỳ. Trầm Dên đội bóng đi quá gắt quá căng rồi. Pha bóng vừa rồi anh Vũ cứu bóng lên không nổi. Tỷ số nghiêng về cho bên Trầm Dên, tài nhỏ Thỏ Bến Tre là 18. Trận đấu quá hấp dẫn, quá gay cấn, kịch tính và ly kỳ. Tỷ số nghiêng về Trầm Dên 18 nha. Bên anh Vũ phát hoài cho nên điểm ngược lại là 80. Pha bóng vừa rồi tấn công không ăn điểm của Trầm Dên. Một pha phản đòn của anh Vũ nghiêng về điểm cho đội của mình 90. Số nghiêng về cho bên đây là 90. Quá hay cho Trầm Dên vừa rồi.
một pha lắc cái đầu nhẹ nhàng lấy điểm về cho đội hình của mình. 11-9. Bóng ra ngoài sân nha, anh Vũ phát tới cái lưới xanh luôn. Tỷ số nghiêng về cho Trâm Vinh là 12-9. Bóng phát lại nha, cái đứa suối lăn vào sân. Tỷ số 12-9 cho Trâm Vinh. Quá hay cho đệ rồi, nhưng rất tiếc bóng không qua sân. Tiếp tục điểm nghiêng về cho bên Trâm Vinh, 13-9. Cho anh Vũ. Quá hay thổi bên tre, hai pha bóng vừa rồi. Chuyền cái giò quá đẳng cấp. Trâm Vinh quá hay, xuất sắc rồi. Hết có gì để mô tả về Trâm Vinh. Đẳng cấp thường thường. Điểm về cho bên Trâm Vinh là 14-9. Sân đại dương phía bên kia nhưng Trâm Vinh đội rất chuẩn mạnh. Anh Vũ và anh đệ 9m nhưng vẫn thủ không nổi đường bóng của Trâm Vinh khi lên tới đầu lưới. Bóng ra ngoài sân tầm 4 tấc. Ra ngoài sân rất nhiều nha. Điểm 10-14. Bạn nhỏ hướng ngực trái nào như trái này. Quá chuẩn, quá tốt. Pha tự sát của Trâm Vinh. Điểm về cho bên Vũ 11-14. Số là 11-14. Tiếp tục trận đấu. Quá hay thọ bánh tre rồi. Quá hay, tiếp tục lại là thọ bánh tre. Bóng tự sát của Trâm Vinh, đội bóng ra ngoài sân tiếp tục. Mười hai mười bốn cho trận đấu. Bến tre và tài nhỏ truyền đầu dò rất chuẩn nha. Quá hay, cú bóng vừa rồi của anh Vũ móc rất chuẩn luôn, khiến tài nhỏ thủ không lên bóng nổi.
Điểm tiếp tục nghiêng về cho bên Vũ và anh Đệ. 13-14. Liệu cơ nè anh Vũ và anh Đệ có loại được ngược dòng hay không? Xin mời quý khán giả cùng xem hết clip và đăng ký kênh cho các ké tên hình để biết thêm nhiều cơ chế hấp dẫn, kịch tính và ly kỳ nha. Tỷ số quá hấp dẫn, quá gay cắn rồi quý vị ạ. Điểm 13-14. Quá hay là nhỏ rồi, truyền cho bóng này bóng mấy tới đầu lưới, hay quá cho Trầm Dên rồi, vẫn còn. Quá hay. Đúng vậy. Trầm Dên quá đẳng cấp, quá xuất sắc rồi. Bóng ra ngoài sân rất nhiều. Hòa bóng anh Vũ quánh vào lưới xanh luôn nha. Kết thúc trận đấu, tỷ số bên Vũ và anh Đệ thua với tỷ số là 15-13. Bên tài nhỏ Trầm Dên và Thọ Bến Tre thắng tỷ số 15-13. Hàng 6. Quá gay cấn, quá kịch tính.